Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý tu sĩ, quý ông bà và anh chị em rất thân mến, theo truyền thống Kinh Thánh kể rằng ông Gioan Kim vào hoang địa ăn chay cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho mình một người con để an ủi lúc tuổi già. Đức Chúa nhận lời và sai sứ thần Gabriel truyền tin cho ông Gioan-kim: nhà ngươi đừng sợ, ta là thiên sứ, chính là Chúa đã sai ta đến đây. Chúa đã lắng nghe và nhận lời cầu xin của ngươi. Bà Anna, vợ của ngươi, sẽ sinh một người con gái và ngươi sẽ đặt tên là Maria, và ngươi sẽ hiến dâng lên Đức Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ ngự trong linh hồn của Maria từ khi đậu thai trong lòng mẹ, và Chúa sẽ làm cho những điều lạ lùng cao cả. Để cứu rỗi nhân loại khỏi vòng tội lỗi, Thiên Chúa tiền định cho con một người trong vai trò Adam mới xuống cứu độ nhân loại, mà muốn cho con Thiên Chúa trở nên như một con người trần thế thì phải cần có một người mẹ bằng xương bằng thịt ở trần gian cư mang và sinh hạ, để xứng đáng với hồng ân làm mẹ Thiên Chúa, mẹ nhân loại, thay cho người mẹ đầu tiên là Eva đã phạm tội. Điều tất nhiên là Thiên Chúa không để tội của Eva xưa làm hoen ố con người chinh trong vẹn tuyền Eva mới là mẹ Maria. Đó là lý do giải thích tại sao mẹ Maria được hồng ân tuyệt vời vô nhiễm nguyên tội và được Đức Thánh Cha Pio thứ 9 long trọng công bố sắc lệnh lòng sùng kính mẹ Maria về tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12 năm 1854 và sau đó 4 năm vào ngày 25 tháng 3 năm 1858 lúc hiện ra với chị Thánh Benedetta. Chính Đức Mẹ đã công nhận tín điều này khi tự xưng mình là đấng đầu thai vô nhiễm nguyên tội. Và hồng ân vô nhiễm nguyên tội tô thắm vẻ đẹp tuyệt mỹ cao vời khôn ví của mẹ Maria. Mẹ đẹp thánh hiền vì mẹ là đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Mẹ tuyệt mỹ vì niềm tin chân thành tuyệt đối vào cuộc sống khiêm nhường giản dị. Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, mẹ Maria được quyền năng và tình yêu Thiên Chúa đổ tràn. Mẹ được hỏi mọi tội tổ tông và được đầy tràn ân sủng ngay từ khi được hình thành trong cung lòng thánh nữ Anna.
quyền năng và tình yêu Chúa bao phủ suốt cả đời mẹ trên từng suy tư, từng mỗi hành động, khiến cho tâm hồn mẹ luôn hướng về Chúa mà tạ ơn và ngợi khen liên lỉ. Đặc ân cao trọng này chính là sự thánh hiền tinh tuyền của mẹ, vốn đã được thánh thần ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao rợp bóng trên bà. Kính thưa anh chị em, chúng ta tuyên xưng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội trong bùa vọng là vì ngay từ khi mẹ Maria được hình thành trong cung lòng thánh nữ Anna thì mẹ là dấu chỉ màu nhiệm tỉnh thức và trông đợi hồng ân Thiên Chúa dành cho nhân loại, đấng cứu độ trần gian giáng thế. Rồi từ nơi hang đá Bethlehem với bao gian nguy cực nhọc, đối diện với ba thù ác hiểm, mẹ Maria vẫn luôn tỉnh thức và cậy trông trong công trình cứu thế được thực hiện cụ thể nơi người con Thiên Chúa và cũng là người con của mẹ, cho đến ngày cuộc thương khó được thể hiện. Với bảy sự đau đớn tột cùng, mẹ Maria vẫn một niềm cậy trông và hy vọng thánh nhân giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết đời đời bằng cuộc phục sinh vinh hiển của người con. Và 4 ngày sau khi mầu nhiệm phục sinh tỏ hiện, Đức Giêsu Kitô thăng thiên về trời, thì cũng là lúc mẹ Maria tập họp đoàn con tiếp tục cầu nguyện và trông đợi ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống để gia tăng đức tin, lòng mến và nhất là dũng khí sẵn sàng lên đường thi hành sứ vụ, đem tin mừng đến cho mọi loài thụ tạo. Kể từ đó cho đến khi được hồng ân linh hồn và xác lên trời và cho đến mãi mãi muôn đời, mẹ Maria vẫn luôn đồng hành với hiền thê của người con là giáo hội trong hành trình mở mang nước Chúa đến tận cùng trái đất, với một niềm tin và hy vọng tuyệt đỉnh trong đời ngày con người quang lâm lần thứ hai, hoàn toàn hoàn tất mầu nhiệm tình yêu trong vũ trụ hướng về mầu nhiệm nước trời mai sau. Kính thưa anh chị em, mỗi người tín hữu chúng ta khi chiêm niệm mẫu gương Đức Maria vô nhiễm nguyên tội trong bùa vọng cao vời khôn ví, hãy tỉnh thức và cầu nguyện để cùng được với Đức Mẹ tiếp tục sống bùa vọng. Hơn thế nữa, hãy coi cuộc sống trần gian của bản thân cũng chính là một bùa vọng. Từ đó hãy sống trung thực bùa vọng cuộc đời mình với tinh thần vâng phục như mẹ đã sống, để được như mẹ khi hoàn thành mùa vọng cuộc đời, mỗi người chúng ta sẽ được hạnh phúc thừa hưởng vinh quang mà Thiên Chúa dành cho những tôi tớ trung thành của người. Kính thưa anh chị em, mừng lễ mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội để chúng ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa, vì tội nguyên tổ đã làm phương hại đến công trình sáng tạo, ảnh hưởng đến con cái Adam. Nhưng nhờ tình yêu Thiên Chúa đã khôi phục lại phẩm giá con người qua mẹ Maria. Đó là niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta. Vì thế, chúng ta là những người mắc nợ, món nợ, ân tình của Thiên Chúa và là những người được Thiên Chúa chúc lành. Chúng ta có bổn phận chúc tụng và làm vinh danh Thiên Chúa. Chúng ta có quyền hy vọng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa sẽ chứa trang trên chúng ta để giúp chúng ta sống trọn ơn gọi làm người Kitô hữu của mình và trở nên công chính, thánh thiện. Dẫu biết mình bất xứng, tội lỗi, yếu đuối, hèn nhát và còn xa đi ngã lại trong cuộc đời, chúng ta sẽ nhờ đến tình thương và ân sủng của Chúa không ngừng chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Và qua bí tích rửa tội, chúng ta khỏi tội nguyên tổ, hãy noi gương mẹ, cố gắng dứt bỏ những đam mê tội lỗi để bảo vệ sự trong trắng của tâm hồn, hầu xứng đáng là cung thánh nhỏ bé để cho Chúa ngự vào cuộc đời và tâm hồn mỗi người chúng ta. Amen.